quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, 11 chiếc máy bay trực thăng phục vụ cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng quân chủng phòng không không quân đã có mặt tại tỉnh Điện Biên. Nhiệm vụ của những chiếc trực thăng này là kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Điện Biên Phủ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lực lượng quân chủng phòng không không quân đang tích cực tham gia huấn luyện. Ngay từ rất sớm tại sân bay Điện Biên, từng chiếc trực thăng được tổ kỹ thuật kiểm tra động cơ, thiết bị và tiết nhiên liệu trước khi cất cánh. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay. Trong cái dịp diễu binh diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì đối với kỹ thuật hàng không máy bay thì chúng tôi đã tăng cường thêm việc kiểm tra các vị trí như là động cơ, điện tự động nghiêng. Những cái vị trí đấy thường phát sinh những cái hỏng hóc bất ngờ ấy, đảm bảo cho máy bay tốt thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện nhiệm vụ bay biểu diễn qua khán đài sân vận động tỉnh Điện Biên trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sau đó bay quanh thành phố trong vòng 45 phút, quân chủng phòng không không quân đã huy động lực lượng của 3 trung đoàn không quân cùng tham gia với hơn 300 cán bộ chiến sĩ, phi công được lựa chọn để tiến hành huấn luyện cho màn diễu hành đường không tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Một trong thành phần tham gia để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì đối với bản thân tôi, cán bộ chiến sĩ cảm giác rất là tự hào, vinh dự và tự hào. Cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 96 và các đơn vị phối thuộc để xác định tốt nhiệm vụ, thường xuyên quán triệt, đặc biệt là nắm chắc về tâm lý tư tưởng của bộ đội, đặc biệt là phi công thành viên tổ bay, các đồng chí tham gia bảo đảm của các cơ quan đơn vị lên đây với điều ăn ở này, các loại nội dung là rất khó khăn nhưng mà anh em đã quyết tâm xác định tốt nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn thành xác nhiệm vụ để góp phần nhỏ bé của mình vào cái chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước khi cơ động từ sân bay Hòa Lạc, Hà Nội lên sân bay Điện Biên, các lực lượng này đã được tham gia huấn luyện, hợp luyện từ nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên với địa hình và khí hậu phức tạp tại Điện Biên, để hiệp đồng thuần thục với nhau, nhất là việc bay kéo cờ, đòi hỏi phi công phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn về cao độ, tốc độ bay. Thế nên mỗi ngày, tổ đội bay phải dành nhiều giờ luyện tập và rút kinh nghiệm. Khi đến sân bay Điện Biên thì là một sân bay mới với địa hình và khí hậu phức tạp, có nhiều khác biệt so với địa hình đồng bằng như ở dưới sân bay Hòa Lạc. Ở đây khí hậu và thời tiết thì thường nắng nóng, mà điều kiện ăn ở của tôi cũng đông người nên là cũng có nhiều một phần khó khăn. Tôi luôn nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ đội hình 2 trước, 3 trước đến 6 trước và 9 chiếc máy bay trực thăng, cộng với trang thiết bị kỹ thuật tốt, tâm lý vững vàng của cán bộ chiến sĩ, phi công, lực lượng quân chủng phòng không không quân quyết tâm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày 7 tháng 5.